Xin chào toàn thể các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Mua Hà Nội Xưa Và Nay. Để thỏa mãn cái yêu cầu của anh em về những video mà quay lại những cái khoảnh khắc PK giữa các game thủ top server, thì trong buổi tối ngày hôm nay mình cũng đã có liên hệ được hai chủ account và hai người cầm account với cái hệ phái là Soul để gửi tới mọi người một video PK đấu trường giữa hai nhân vật Soul top, đó là Soul Angel Ocean như các bạn đang nhìn trong màn hình đây, và một Soul nữa là Soul Giọt Sầu mà trước đây mình có giới thiệu trên kênh. Hiện tại thì Angel Ocean đã về DVS3 và chúng ta chỉ cần đợi Soul Giọt Sầu quay về trở lại DVS3 để đưa ra lời thách đấu. Khi mà bắt đầu đấu trường ấy thì anh em sẽ tụ tập về cái map, đó là map DVS3 để thách thức. Thách thức thì chúng ta chỉ cần phím Alt và ấn chuột phải thì sẽ ra cái bảng ví dụ đây mình ấn chuột phải nó sẽ ra thách đấu này và gửi lời thách đấu. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một cái clip video PK đấu trường giữa hai nhân vật Angel Ocean và Giọt Sầu qua cái thể thức solo. Thể thức solo này thì sẽ diễn ra với cái thông tin là anh em tự bút, tự ăn cut shop, full cut shop, những cái gì ăn được thì có thể ăn hết, sở tinh sở tiếc uống no bụng, và cái máu sử dụng trong cái trận PK này sẽ là máu cut shop anh em nhé. Tùy anh em, nói chung là đây là PK tự do giữa hai nhân vật, đó là Giọt Sầu và Angel Ocean. Trước đây mình đã giới thiệu với mọi người hai cái nhân vật này rồi. Hai nhân vật này là hai nhân vật top của hệ phái sâu với cái trang bị nó cũng tương tự nhau. Hai chiếc gậy mà hai nhân vật này đang cầm là hai chiếc gậy thánh thần. Hai chiếc gậy thánh thần. Trên tổng số 3 chiếc gậy thánh thần siêu socket toàn server. Hai chiếc cánh sâu full. Hai chiếc cánh thế hệ thứ tư đều là cánh full. Và hai chiếc khiên sao biển full 3 mắc. Về quần áo thì Giọt Sầu đang sử dụng bộ linh hồn full 3 mắc do admin tặng vào đợt Tết năm vừa rồi. Đó, còn Angel Ocean đang sử dụng bộ thần ma 3 mắc. Đó. Về cái chỉ số quần áo thì bộ linh hồn sẽ nhỉnh hơn so với bộ thần ma này, do cái bộ linh hồn nó sẽ có thêm cái dòng, đó là dòng tăng phòng thủ thuộc tính và vật lý đây. Hôm trước mình có giới thiệu mọi người đây. Đây là cái bộ linh hồn này. Anh em có thể nhìn thấy cái dòng tăng phòng thủ vật lý phép thuật và thuộc tính cộng 3,4%. Pen của nhân vật này đang sử dụng là pen siêu socket và hệ thống nhẫn hậu thư siêu socket 20 viên lửa. Đầy đủ hết anh em nhé. Hàng siêu socket. Đeo mỹ nhân ngư. Rồi. Quyển sách thuộc tính hệ nguyên tố đất đã kích ẩn. Cánh full, khiên sao biển full 3 mắc. Rồi, đấy là tương quan trang bị, lực lượng trang bị của Giọt Sầu. Còn đây anh em có thể xem qua cái trang bị của Angel Ocean. Rồi, Angel Ocean thì cũng gậy thánh thần siêu socket, cũng khiên sao biển full 3 mắc, cũng cánh 4 full, một bộ thần ma, bộ đồ level 380 của hệ phái sâu. Quyển sách thuộc tính cũng giống với Giọt Sầu, cũng cộng 15 nguyên tố đất. Hàng VIP đã khảm đầy đủ các linh thạch. Pen siêu socket. Cặp ring siêu socket. Cặp ring Amethyst này nếu mà tính ra thì sẽ có chỉ số yếu hơn cả nhẫn hậu thư. Nhưng và anh ta đeo rồng chiến mọi người nhá. Đây là mỗi cách PK của mọi người khác nhau. Rồng chiến sẽ tăng công. Còn Mỹ Nhân Ngư sẽ tăng về thủ nhiều hơn. Đó, tùy vào cách PK của mỗi nhân vật khác nhau. Và lực lượng tương quan về cái chỉ số poi dư thì Angel Ocean đang hơn giọt sầu 14k dư. Tuy nhiên Giọt Sầu sẽ hơn Angel Ocean một cái level thuộc tính, đó là bạn ấy là nên level 66 còn Angel Ocean là 65. Còn tất cả những cái như con sói này hoặc là khiên với cánh gậy giống y nhau hết, đều là những cái món đồ VIP của hệ phái sâu. Bây giờ thì sẽ mời anh em cùng đi vào những cái trận PK.
Và đối với hai nhân vật mà đã có cái lực lượng nó tương quan như này về cả cái chỉ số sức mạnh và đồ, việc còn lại ở đây là trình PK của người cầm ác thôi. Bây giờ xin mời anh em cùng đi vào cái trận PK kinh điển này. Chúng ta đã vào phòng PK bắt đầu rồi. Anh em cùng về Norencia và hóng trận PK này. DK Joker cũng theo dõi trận này. Và thôi. Đó, Joker cùng mình theo dõi cái trận đấu này. Về PK của Sâu thì như mình đã chia sẻ với anh em thì cái thao tác chính của một người cầm Sâu khi mà bắt đầu trận PK thì chúng ta phải có một cái thao tác rất là nhanh tay với khoảng 2-3 cái chiêu thức bút về cái vòng sáng năng lượng hoặc là những cái chiêu bút phụ. Sau đó chúng ta sẽ dồn tổng lực vào cái chiêu teleport và chiêu quả cầu lửa. Và cùng vào đó thì chúng ta phải thao tác hài hòa cái phím Q, W hoặc E để có thể bơm máu. Nhưng em nhìn thấy đây thì hai nhân vật Sâu có chiêu teleport, vì thế nên họ PK nhìn rất là nhanh. Đó, một phát. Và để có một cái nhìn trực quan hơn về cái cách vẩy skin cũng như là cái cách ẩn hiện ấy, thì chúng ta phải xem trực tiếp ở trên cái máy của nhân vật đang cầm cơ. Còn anh em chúng ta xem ở trong đấu trường thì chỉ có thể quan sát được như thế này thôi. Sâu thì sẽ có những cái trường hợp bị lắc bóng là bình thường anh em nhé. Trên máy của chúng ta thì sẽ thấy đứng im nhưng không phải đâu, đã bay đi chỗ khác lâu lắm rồi. Lag rồi này.
À, trận đấu đã kết thúc với tỷ số tương đối sát nút với Giọt Sầu 8, Angel Ocean 10. Chúng ta cùng về tiếp Davies 3 và hóng kèo tiếp. Sau khi đấu trường xong thì các nhân vật sẽ được chuyển về map này. Đó. Lại vào cái hiệp đấu tiếp theo rồi anh em ơi. Sơ đấu đã kết thúc và chiến thắng thuộc về Angel Ocean với tỷ số là 14. Thank you.
Rồi, set đấu đã kết thúc với tỷ số nghiêng về Angel Ocean với 16. Mời các bạn cùng tham khảo cái kịch tính tiếp theo của trận solo đỉnh cao giữa hai nhân vật sâu top server. Set đấu đã kết thúc với tỷ số nghiêng về Angel Ocean 12. Các bạn đánh nhau rất là hăng, liên tục và liên tục. Thank you.
Ok, trận đấu giữa Enzo Ocean và Jocelyn này cũng đã kết thúc với tỷ lệ số nghiêng về Enzo Ocean. Và vừa rồi thì mình có gửi tới toàn thể anh em đam mê kênh YouTube MU Hà Nội xưa và nay một kèo đấu PK giữa hai show top server, đó là show Enzo Ocean và show Giọt Sầu. Và hy vọng với video về màn PK đấu trường này sẽ giúp anh em có thể thỏa mãn được cái yêu cầu của anh em về cái video mà PK một cách công bằng nhất mà mình có gửi tới toàn thể anh em đam mê kênh. Và trong thời gian tới thì mình cũng sẽ cố gắng đưa ra những cái video PK đấu trường giữa các nhân vật top khác, không phải là những nhân vật là cùng hệ. Chúng ta cũng có thể PK chéo hệ, ví dụ như là sâu DK hoặc là chúa tể DK chẳng hạn. Chúng ta sẽ có những cái kèo chéo để cho cái video nó sẽ có cái tính chất kịch tính hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em đã theo dõi kênh. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên những người thân yêu.